Đâu ta? Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em kiếm từ 3 triệu đến 5 triệu một tháng trên một cái sàn giao dịch VNDC nha tất cả các bạn. Để tham gia dự án, các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái app VNDC nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mở lên, các bạn đăng ký và KYC. Sau khi đăng ký và KYC xong, tất cả các bạn sẽ nhận được 10.000 VNDC. Hôm qua mình là tức nghĩa, có nghĩa là bằng 10.000 Việt Nam đồng. 10.000 Việt Nam đồng này, cái đồng VNDC này có thể mình nhận lãi trong trong app hàng ngày nha tất cả các bạn. Rồi mình, các bạn muốn kiếm tiền thêm thì các bạn chỉ việc nhấp vào ba chỗ gạch đây nè. Các bạn nhấp vào ba chỗ gạch nha các bạn. Đây thì cái sàn này có nhiều chức năng cho các bạn kiếm tiền lắm. Lộn. Các bạn lướt xuống nè. Các bạn lướt xuống đây, các bạn bấm vào một ghép refer nè. Rồi các bạn chỉ cần việc copy cái link ghép này nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân của tất cả các bạn, hoặc các bạn lên TikTok các bạn chạy nha các bạn. Giới thiệu cho những người cộng đồng mình tham gia, mỗi một lượt ghép đăng ký và cây siêu cái xác minh danh tính thành công thì các bạn sẽ nhận được 25.000. Người đó sẽ nhận được 10.000. Video đăng ký và KYC mình có để dưới phần link mô tả để xác minh danh tính cho các bạn đó. Các bạn nào chưa hiểu thì click xuống mà xem các bạn. Đây thì nó có một cái chương trình là Sakin Dali nè. Sakin Dali này là chương trình này làm tất cả các bạn nạp tiền vào để làm đối tác của VNDC thì các bạn sẽ nhận được lãi về hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng nha tất cả các bạn. Chương trình nó thì để mình coi nha các bạn. Các bạn nhận tới 12,79% trong một năm nha các bạn. Còn hàng tháng thì ít hơn. Còn các bạn đăng ký với đường link mình thì mình tặng cho tất cả các bạn 5.000 nha các bạn. Cho mỗi một lượt đăng ký và KYC thành công thì các bạn liên hệ với mình nha các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn bán nội bộ nha các bạn. Chuyển tiền nội bộ VNDC nè. Sau khi các bạn có VNDC, các bạn không biết bán gì ngân hàng hoặc là không có thẻ ngân hàng, các bạn có thể bán nội bộ qua cho mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào VNDC nè. Rồi, sau khi nhấp vào VNDC, các bạn nhấp vào một, để mình vào cái ảnh của mình qua đây lên đây nè. Rồi các bạn bấm vào một send exchange nha các bạn. Rồi, sau khi bấm vào một send exchange, các bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của mình là Quỳnh Nhân Ảnh. Mình sẽ gửi email cho tất cả các bạn nha. Email mình là Ảnh Nhân Quỳnh nè. Rồi các bạn chỉ nhập việc cái số VNDC của bạn có trong đây thôi. Rồi bạn bấm nút send, nó gửi về cho tất cả các bạn một cái mã OTP thì các bạn xác nhận thôi. Thì mình sẽ thanh toán qua cho tất cả các bạn Momo hoặc là ngân hàng nha tất cả các bạn. Rồi nếu mà các bạn không bán, muốn bán cho mình, các bạn có thể bán trực tiếp luôn các bạn. Đây thì mình lỡ chúng vô một xeo rồi. Các bạn nhấp vào ba chỗ gạch này nha các bạn. Đây, các bạn có thể bán về ngân hàng luôn. Các bạn bấm vào một buy nè, một sell là mua. Các bạn muốn mua cái đồng VNDC này hoặc là BTC, ETH này nọ thì các bạn bấm vào nút buy nè. Các bạn cập nhật ngân hàng mình giao. Các bạn muốn mua cái đồng thì VNDC, các bạn nhập vô thì các bạn bấm nút buy là các bạn mua nha các bạn. Sau khi các bạn có VNDC và các bạn muốn bán thì các bạn bấm vào nút sell nè. Rất là dễ luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần nhập cái số VNDC của mình vào, ví dụ như 200 đi. Như 200. Rồi các bạn nhập ở đây thì các bạn ép cái ngân hàng của mình vào nha các bạn. Đây mình ép với Momo nè. Đây thì thanh cổng qua nha, nhiều lắm. Ngân hàng thì các bạn chỉ cần ép ngân hàng này vào thôi. Vietcombank, Sacombank này nè, Techcombank, FPBank đâu rồi. Rồi các bạn nếu mà muốn rút về Momo hoặc là Viettelbay thì các bạn nhấp vào cái mục dưới đây nè. Rồi các bạn chọn Momo, Zalopay, Phoenix này rồi nè. Rồi ở trên thì các bạn nhập số điện thoại thôi, các bạn bấm vào nút add là xong nha các bạn.
Đây thì VNDC này thì có một cái lợi hại là các bạn làm affiliate đó, các bạn lên nhóm Zalo, nhóm group, hoặc là các bạn thường thường thì các bạn muốn tuyển ghép hiệu quả thì các bạn lên TikTok. Các bạn nào có được follow TikTok, các bạn review giới thiệu cho bạn bè này nọ đâu nha các bạn. Rồi bạn nào không biết KYC thì các bạn hướng dẫn cho người đó KYC. Có một bạn, nhiều bạn giỏi 3 ngày mà kiếm hai mấy triệu trên cái sàn VNDC này các bạn. Sàn VNDC này thì rút rất là uy tín luôn. Đây là một sàn giao dịch Việt Nam thôi các bạn. Các bạn có thể nạp tiền vào mua BTC, ETH, USDT. Rất là ngon luôn các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn kiếm thật là nhiều tiền trên một cái app VNDC này. Các bạn mà đăng ký với đường link dưới phần link mô tả, mình sẽ tặng cho đăng ký và KYC xác minh danh tính thành công thì mình sẽ tặng cho tất cả các bạn 5.000 nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video tiếp theo từ mình.